Ngày 26 tháng 5, Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, liên quan đến vụ việc thiếu tá cảnh sát giao thông bị hai thanh niên vượt đèn đỏ gây trọng thương, đơn vị đã bắt giữ Lê Phạm Hoàng Duy sinh năm 2002 và Nguyễn Quang Minh sinh năm 2002 cùng chú tỉnh Thanh Hóa để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 26 tháng 5, Thiếu tá Trịnh Đức Trung, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Ninh Bình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba cầu Lim thuộc địa bàn phường Phúc Thành đã bị hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B754995 vượt đèn đỏ đâm phải khiến cho Thiếu tá Trung bị thương và bất tỉnh. Hai nam thanh niên này bị bắt ngay sau đó. Hiện Thiếu tá Trung được chẩn đoán gãy chân, tình trạng sức khỏe đã qua cơn nguy kịch.